Xin chào tất cả các bạn đến với lớp học vẽ ký họa online. Mình tên là Mã Vũ Lương. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bài thực hành tiếp theo. Vẽ một cành hoa bằng chất liệu bút kim Mavi các bạn nhé. Bằng chất liệu bút kim Mavi. Thì bài này mình sẽ thực hiện là cách đánh bóng của mình là sử dụng bằng hình thức chấm bạn nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên, chúng ta quan sát đối tượng chúng ta cần vẽ. Và tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ vẽ phác hình cũng như những cái video trước là mình sẽ phác hình. Phác hình của mình là mình phác hình theo chu vi của các đối tượng của mình sẽ vẽ. Đây, toàn bộ đối tượng của mình sẽ nằm ở trong cái hình này. Và bên này có một đối tượng chính. Đối tượng chính của mình sẽ nằm ở đây. Là ngay điểm chính thứ nhất. Và điểm chính thứ hai ở bên này mình cũng sẽ có nụ ở bên này. Và cành cây tiếp theo ở trên này mình cũng sẽ có một cụm nụ ở đây nữa. Rồi mình quan sát đối tượng mình sẽ thấy rằng là ánh sáng chiếu từ đây qua. À, hướng của ánh sáng chiếu từ đó qua. Chúng ta khi bắt đầu vẽ thì nếu mà mình chưa quen thì mình cứ vẽ bằng bút chì như vậy trước các bạn nhé. Còn nếu mà một khi mà các bạn quen rồi thì mình không có cần vẽ bút chì cũng được, mình vẽ luôn. Vẽ luôn bằng bằng bút kim cũng được các bạn nhé. Đây là cái nụ. Rồi, có cái thân ở dưới. Chỗ này có một cái lá chìm ở dưới thôi. Chỗ này cũng có cái lá chìm ở dưới. Bên này cũng vậy. Nên là cái phần lá này mình có thể diễn tả hoặc là không. Rồi, chỗ này cũng vậy, cũng có một cái lá nằm đây. Rồi. Bây giờ mình phát hình sơ là mình đã phát hình xong rồi. Và tiếp theo của mình sẽ diễn tả luôn bằng bút kim. Mình sẽ sử dụng hai cây bút. Thì một cây này là cây số 2 và cây số 5. Đầu tiên mới vào thì ta sẽ sử dụng cây số 2 trước. Để làm sao? Để ta vẽ những nét mạnh trước. Rồi cánh hoa này nằm trên. Ánh sáng chiếu từ đây qua thì mình vẽ một bên này thôi. Còn cái bên ánh sáng mình không vẽ. Cái nét viền ở ngoài mình có những nét chủ đạo chính của mình á, là mình vẫn phải vẽ nét nha. Chứ không phải là cái gì mình cũng chấm, mặc dù cái chính của mình á, mình sẽ thực hiện là chấm nhưng mà mình vẫn phải sử dụng nét. Rồi,
chỗ này nè, bắt đầu mình bắt đầu chấm. À, khi mà mình vẽ, mình chấm, mình để đứng cây viết á, thì nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Bởi vì cái dấu chấm của mình nó sẽ tròn hơn, tròn hơn so với là để nằm. Vẽ như này nó rất là lâu đó các bạn. Mình nằm đi để cho cái các bạn có thể nhìn thấy cái nét mình chấm nó dễ dàng hơn. Tại vì mình để đứng lên là các bạn khó, rất là khó nhìn. Rồi đến cái lá ở dưới. Lá ở dưới này cũng vậy. Gần cái cánh hoa này mình điểm để cho nó đậm ở đây, để cho nó làm nổi cái cánh hoa nằm phía trên ra. Đó, khi mình chấm cũng vậy, là mình không có chấm ở một chỗ, mình cũng chấm lan ra và mình chỗ nào mình thấy nó đậm mình sẽ chấm dày hơn. Đấy. Cái này là một vài cái nhị. Cái hoa này là hoa của cái cây cây này hình như là cái cây mà người ta làm màu á, ngũ vị hương các bạn. Rồi, phía xa này cũng có một cái cánh hoa mờ đằng sau thôi. Ở dưới là có một cái bông hoa, cái nụ hoa là màu đậm hơn. Và vẫn ở phía trên vẫn có cái nhị. Nên là khi mà mình diễn tả chấm á, là mình chừa ra những cái sợi nhị. Sau đó mình mới diễn tả cái phần nụ ở phía dưới. Nụ ở phía dưới thì khi mà mình diễn tả như vậy á, là nó tạo ra cái sự nhìn xuyên thấu xuống dưới. Rồi, các bạn thấy thế nào? Đó. Ở dưới đó có một cái nụ. Và tiếp theo ở bên này cũng có một cái nụ nữa. Nụ nữa thì đó. Cái cánh hoa này là màu trắng nha, nên là khi mà mình diễn tả chấm á, thì mình cũng hạn chế chấm quá nhiều, dẫn đến là mặc dù mình vẽ trắng đen nhưng mà khi người ta nhìn vào người ta vẫn hình dung ra được, à cái hoa này là nó là màu sáng chứ không phải là hoa này màu tối các bạn nha. Có thể họ nhìn vào họ không biết là cái hoa này màu gì, màu, nhưng mà họ có thể cảm nhận được là sáng tối. Vì vậy là khi mình vẽ mình
Mình nên chấm chấm thì từ sáng cho đến đậm, nhưng mà chúng ta hạn chế chấm một lần ngay từ ban đầu, mình chấm đậm luôn, đừng có làm như vậy, bởi vì khi làm như vậy đến khi mà nó đậm quá rồi mình không lấy lại được nữa. Nên là ta hãy cứ làm từng bước, tạm thời không nên vẽ quá đậm để ta có thể kiểm soát được khi mà mình diễn tả vào chi tiết đó. Rồi sơ sơ là đó. Cái phần này là phần ánh sáng chiếu từ đây qua mà, nên phần này sẽ tối. Rồi cái này là cái nụ cũng vậy, phía dưới cái nụ này là cái cuống. Cho vào cánh hoa luôn, cho nổi cánh hoa lên. Đó, xong một cái nụ. Tiếp theo đây là một cái cành. Cành thì ta cũng vậy. Bên này mình chấm thưa hơn. Bởi vì cái cành bên đó là nó tiếp xúc với lại ánh sáng. Ở bên này là không có ánh sáng nên là nó sẽ đậm hơn. Và cái này mình cũng vẽ trên khổ giấy A5 nhé các bạn nhé. Các bạn mới tập vẽ mình nên vẽ trên khổ giấy A5 thôi. Bởi vì là khổ giấy to quá thì chúng ta rất là khó mà kiểm soát được các bạn nhé. Nên là mình cứ vẽ trên khổ giấy A5 đi. Rồi sau đó khi mà mình vẽ nhiều, mình lên tay rồi thì lúc đó các bạn có thể vẽ trên trên nhiều cái khổ giấy khác lớn hơn, có thể các bạn vẽ A4 hoặc là B4 hoặc là A3 cũng được. Đó. Và tiếp theo đây, bên này cũng có một cái nụ nữa. Mà cái nụ đằng sau cái cánh hoa, mà đặc biệt cái nụ thì màu đậm, nên ra là đó là một hình thức mình có thể diễn tả cho nổi cái cánh hoa ra phía trước cũng được. Ở dưới chỗ này cũng có những cái cánh hoa. Chỗ này là cái nụ. Một cái nụ nữa. Cái nụ hoa này ấy, thì nó hơi có cái lông lông các bạn, nên là cái lông lông thì mình không thể chấm được, bởi vì khi mình chấm mình nhìn không ra cái chất. Rồi tiếp theo là ở dưới nó là một cái cành, thì cái cành này á, chỗ này ngang đây nó có một cái lá, nhưng mà mình thấy cái lá đó nó không có đẹp nên là mình bỏ cái lá đó luôn. Trong ký họa, thực ra khi mình đi ký họa cũng vậy các bạn nhé. Mình đôi khi mình thấy có những cái chi tiết nó có thể làm xấu đi với cái bức vẽ của mình, nên là khi đó mình phải biết cách chắt lọc nó. Mình không thể nào mình bê hết tất cả mọi thứ được, như là chép một bức hình được. Nên là mình Bởi vậy là cái vẽ nó hay hơn ở cái máy hình, ở cái chỗ là mình có thể lược bớt. Còn bây giờ cái hình họ cũng lược bớt được rồi, bởi vì có Photoshop, có thể cắt bớt. Nhưng mà
Vẽ thì bao giờ nhìn nó cũng có cái, nó có cái hay ấy. Mình có thể diễn tả được. Đó, đây là cái nụ nữa, nằm ở phía dưới. Rồi, chỗ này là mình chấm, tới đây là mình chấm sơ sơ thôi. Rồi tiếp theo, cái nụ này nó to lắm chứ không phải là nhỏ, cái quả nhỏ chứ, cái này cái quả rồi, nó thành quả rồi, nhưng mà nó còn nhỏ. Chỗ này cũng vậy, nó có cái quả nữa này. Cái quả ở ngoài nó giống như cái quả chôm chôm vậy, nên là mình cũng phải sử dụng những cái nét line, những cái đường line để thể hiện. Rồi khi ta chấm cũng vậy, tí nữa mình sẽ sử dụng cái bút lớn để mình chấm sau, còn bây giờ mình chỉ chấm những cái nét nhỏ thôi. Rồi tiếp theo mình thấy nè, cái cuốn. Cái cuốn thì sẽ vào một cái cành lớn, xong cái cành đi xuống dưới này. Đó. Chỗ này cũng có cái cành đi ra, nhưng mà mình thấy cái cành đó nó không đẹp lắm nên là mình bỏ luôn. Đó, ánh sáng chiếu bên này nên cái cạnh này mình cũng vẽ đứt, còn cái cạnh này mình bên này mình vẽ liền luôn này. Vẽ chấm này á, thì nó sẽ lâu hơn là khi mà mình vẽ line. Rồi tiếp theo ở bên bên này, bên phía này thì cũng có một cái cành. Đó, nụ này cũng vậy. Ta cũng diễn tả bằng chấm, cái này là đang là nụ nha, chưa thành quả. Và bên này cũng có một cái nụ to hơn nữa. Bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy. Chúng ta cũng vẽ một cái line line bên cái mảng đậm, sau đó ta lại chấm. Và cái nụ.
Cái cành này bé quá nha các bạn. Bé quá nên là mình chấm nó rất là khó, nên là mình sử dụng nét line luôn. Nên là khi đối với cách vẽ là mình quan trọng là mình hiểu được khối của đối tượng và mình diễn tả cái khối đó. Còn mình diễn tả bằng cách nào thì có rất là nhiều cách vẽ các bạn nhé, chứ không nhất thiết rằng các bạn phải đánh theo kiểu này hoặc là đánh theo kiểu kia, mà có thể các bạn cũng có thể kết hợp được. Bài trước là mình có tới 6 cái, nghĩa là 6 cái nét cơ bản để mình có thể thực hiện một bức vẽ ký họa. Nên là cái đó là chỉ là những nét cơ bản thôi, còn trên thực tế là có rất là nhiều nét. Còn mình bản thân mình thì mình hay vẽ những cái nét đó, đâm ra là mình chỉ giới thiệu cho các bạn những cái mà mình hay làm thôi. Còn những cái mà ở trên mạng á, các bạn có thể vào Pinterest á, các bạn coi, ở trong đó thì có rất là nhiều những họa sĩ người ta chia sẻ cái cách mà họ thực hiện một cái bức vẽ như thế nào ở trên đó đầy đủ, nên là các bạn có thể lên trên đó và tham khảo. Và mỗi một người vẽ thì họ có một cái cách vẽ khác nhau, hầu như là không ai giống ai cả. Nên là bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều ở trên những cái trang cộng đồng như vậy. Đó. Rồi, tiếp theo ở bên này cũng vậy, có những cái quả nhỏ. Đó. Khi mình đánh bóng cũng vậy, mình chỉ kéo line ở chỗ mà những cái nét mà nó không bắt sáng thôi, còn những cái chỗ mà bắt sáng thì mình không vẽ cái line ở ngoài cái đường viền ngoài bạn nhé. Bởi vì khi mà mình vẽ vào như vậy cái nhìn nó rất là cứng. Đó là một cái, nó đã rụng cái phần nụ rồi.
Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mình vẽ thì bắt đầu đã hình thành lên rồi đó. Đã. Khi vẽ này thì bạn nhớ nha, nhớ phải mình phải chú ý cái phần ánh sáng của đối tượng á, là nên là trước khi mình vẽ, việc đầu tiên trước khi mình đặt bút xuống vẽ là mình phải quan sát thật là kỹ. Quan sát thật là kỹ, tại vì sao? Đôi khi mình vẽ lâu quá thì cái ánh sáng mặt trời nó thay đổi á, mà mình cứ phải chạy theo ánh sáng á, mà mình lại không nắm được về cái cấu tạo của nó và cái sự thay đổi của ánh sáng trong cái thời gian mình vẽ là nó như thế nào á, thì bạn cứ mà chạy theo như vậy á, thì rất là khó. Còn khi mà mình vẽ màu á, thì nó lại khác, còn khi mà mình vẽ trắng đen này á, thì hoàn toàn khác nha các bạn. Đây mình phải nắm được để là khi nào mình vẽ là nó khi mình vẽ là mình phải chú ý được cái phần ánh sáng nó thay đổi như thế nào. Đó, rồi. Cái bút này mình chấm những cái chấm nhạt màu thôi. Cái này thì mình vẽ cũng vậy, mình cũng đi từ từ nhạt xong rồi tới đậm dần nhé nha các bạn, chứ mình không đi một một lần mà đậm luôn được, bởi vì khi mà mình đi một lần mà đậm luôn được đó là mình sẽ không lấy lại được đâu, mình đôi khi nó bị sai là mình không lấy lại được, mà mình không thể tẩy được, tại vì cái này bút này không có tẩy xóa được. Cái này là cái cuốn lá. Mình vẽ cái lá. Đó. Và tiếp theo bên này, chỗ này cũng có một cái quả nè. Hai cái quả luôn, nhưng mà chỗ này mình không vẽ nha, mình chỉ vẽ một bên thôi, vẽ một cái quả thôi. Đó.
Rồi tiếp theo chỗ này cũng có một cái lá. Có nhiều cái nụ ở đây nữa nhưng mà mình không vẽ nữa. Mình chỉ vẽ cái lá thôi, gợi gợi cái lá để cho các bạn dễ hình dung thôi ha. Bởi vì vẽ cái này nó vẽ chấm này vẽ lâu lắm. Rất là lâu. Do cái lá này á, là cái gân của lá là nó màu màu trắng, nên khi mình chấm đậm nhạt á thì mình chừa một cái đường trắng nè. Rồi sơ bộ là như vậy. Sau đó bây giờ mình sẽ lấy gục gôm, mình gom đi những cái nét phát chì của mình ở phía dưới á. Rồi thế là mình sẽ phủi đi, phủi cái lớp mà mình mới gom đi đó. Thì bây giờ cái cành hoa của mình nó đã bắt đầu hiện lên rồi, và bây giờ mới bắt đầu mình sẽ diễn tả lại ha. Mình sẽ nhấn nhấn nhá lại một tí xíu, mình sẽ sử dụng cái bút to hơn. Đây, sử dụng cái bút to hơn. Mình diễn tả những cái nhụy lớn. Đó. Mình sẽ, nhưng mà những cái bông này á, những cái nụ này á sao? Nó nằm ở điểm chính nhưng mà nó ở xa hơn nên là mình
không có diễn tả quá sâu. Rồi. Nó cái lá, khi mà chúng ta vẽ cái lá cũng vậy, không có nhất thiết là chúng ta phải vẽ hết cái lá nha, mình chỉ vẽ gợi thôi. Bởi vì sao, mình cũng phải buông để cho người ta tập trung vào, người ta nhìn. Quan trọng là cái lúc mình vẽ, mình xác định cái đối tượng của mình cần giới thiệu đến khách hàng là cái gì, đến người xem là cái gì đó, đến người thưởng thức bức tranh này là cái gì. Nên là mình vẽ, mình chỉ tập trung vào những cái điểm đó, còn lại những cái khác đó, mình gợi để cho họ biết rằng là chỗ này là nó còn có cái này. Ví dụ như ở dưới này nó cũng có cái này, không phải là chỉ riêng cái cành cây không, mà nó cũng có hoa chẳng hạn. Như vậy là mình muốn cũng giới thiệu cho mọi người, người xem đó, người ta biết rằng là như vậy. Nhưng mà mình không quá diễn tả vào cái lá, bởi vì ví dụ như cái hoa nó rất là đẹp, trong khi đó mình cứ tập trung vào mình diễn tả cái lá kỹ quá thì vô tình cái con mắt của người thưởng thức, người ta lại chỉ có tập trung vào cái chỗ đó thôi. Mà chính tập trung vào cái đó thì cái điểm chính của mình cần diễn tả để mình đưa đến cho cái người xem thì lại không nhận được cái điều đó. À, chỗ này cũng có cái lá nữa, nhưng mà mình không diễn tả nữa, mình chỉ diễn tả như vậy thôi để biết rằng là ở dưới này nó còn nữa nè. Nhưng mà mình dừng ở đây, cũng giống như là một vẽ, cũng giống như là một cái cuốn phim vậy đó. Cuốn phim đôi khi người ta dừng lại giống như là một hình thức đặt ra một câu hỏi để cái người xem, cái người thưởng thức, người ta tự tìm câu trả lời. Cái người, nên là mình vẽ, bức vẽ của mình cũng vậy, có những lúc mình vẽ cái kết thúc của mình nhưng mà cái người khác họ hiểu, họ có thể hiểu như thế nào là theo như ý đồ của họ, họ muốn hiểu như thế nào là chuyện của họ đó, chẳng hạn như vậy. Mình chỉ giới thiệu tới đó thôi, còn lại thì đôi khi thì người xem á, họ lại cảm thấy là có cái gì đó tò mò, thú vị ở trong đó. Nên đôi khi mình cũng phải tạo ra những cái quan sát, nhưng mà đánh giá lẫn để cho họ còn đánh giá, để cho người xem người ta có thể tự người ta đánh giá. Đó. Rồi, bức tranh của mình là đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy đó, là nên là khi mà chúng ta vẽ bằng bút kim thì hay là bút chì hay là bất kỳ bút nào thì chúng ta nên tập trung và chú ý vào ánh sáng các bạn nhé. Rồi, video của chúng ta đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.